Và hi, chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Nam Thần Vlog. Mình biết là dạo này các bạn học online rất là mệt mỏi luôn, cho nên sau những giờ học mệt mỏi thì các bạn hãy quay lại với channel của mình để xem những bản tin hot hòn hòt được cập nhật bởi bà Tám Showbiz. À không, bà Tám Play Together mới đúng các bạn ạ. Để truyền tải cho các bạn những cái thông tin mới nhất. Không để các bạn chờ lâu nữa, mình sẽ cho các bạn xem một cái video này. Và các bạn đoán thử có cái gì mới ở trong video này nhé. Bạn nào mà đoán được thì tôi sẽ tôn bạn ấy làm sư phụ. Ấy nhà, có phải các bạn đoán được không? Đó chính là hôm nay Play Together có hai anh bộ xương đứng chân trong thật là đẹp trai đó mà. Đấy là một trong hai sự thật thôi. Mà sự thật chính ở đây đó chính là chuẩn bị Play Together cập nhật mưa nha các bạn. Thường thì chỉ trước cái giờ mình chơi á thì đâu có cập nhờ không có mưa nha. Nó chỉ có nắng và buổi sáng và tối thôi. Là toàn bộ là nguyên một ngày là nắng hết. Nhưng mà hôm nay là sắp tới đây là chuẩn bị cập nhật thêm mưa nữa là các bạn ơi. Là các bạn chuẩn bị đi mua dù hết đi. Chắc chắn sẽ có một cái gì đó liên quan tới mưa sẽ ảnh hưởng đến người chơi. Đó, chứ không phải là người ta cập nhật không đâu các bạn. Đó, cho nên là mình nghĩ sắp tới là khi mà phải mua mỗi người một cái ô, xong rồi nếu như có mưa phải che, chứ không là ở ngoài thì bị cảm lạnh gì đó. Đó, cũng là một cái cập nhật rất là hay cho game để càng ngày càng cải thiện hơn các bạn ạ. Chắc khi mà mưa ra mình sẽ làm một cái MV là xung quanh anh toàn là nước. Đây đây, các bạn đoán xem cái trận này á là mình có được top 1 không? Đó, mình có đoán được top 1 không? Nhưng mà sao hôm nay mạng mình hơi lắc các bạn. Đó, nó giật một cái là toàn mấy bạn kia lên trên đó rồi. Mình đi đường tắt này. Đó, ghê chưa? Chịu sao nổi. Đó, cái này không được top 1 rồi các bạn. Người ta chạy nhanh hơn mình rồi. Tại vì lúc đầu á, tự nhiên người ta giật một cái, người ta chạy lên đầu luôn. Mấy đơn trò này đơn giản, mình sợ nhất con trò thôi các bạn. Đó là bắt cua các bạn. Trời ơi, mình là chú tể của sự bắt cua luôn các bạn ạ. Người ta nhảy có 5 phút là qua được ví dụ 10 màn đi nha. Còn cái 10 màn đó mình nhảy qua 15 phút các bạn. Kinh khủng thật sự. Ok, đã hoàn thành rồi. Này màn 3 đúng không ta? Này màn 2 thì phải. Hình như màn 2 ấy. Coi. Nó qua là qua màn à. Kia là màn 2 các bạn. Ok, dán trước mới nói là ngại bắt cua cái giờ. Nó cho bắt cua luôn á. Thiệt đau lòng quá đi. Ây da. Đông quá các bạn. Ui, sao mấy anh chị bu em dữ vậy? Trời ơi, bu đông địch thúi mấy anh chị ơi. Mình kiếm chỗ ít người đi mình đi thôi. Trời ơi, đi chỗ đó lên thúi, bu đông địch thúi thôi. À, cái này giống Squid Game nè các bạn. Là khi mà mình bước người đi trước sẽ bước qua trước. Ai bước qua trước thì nếu như đi được thì đi. Còn không là nó vỡ là ngã thuốc chết các bạn. Đó, ngày thường á là mình toàn đi đường bên trái nè các bạn. Mà hôm nay mình sẽ đi đường bên phải luôn. Đó, chứng tỏ mình bắt cua lên đỉnh rồi các bạn. Đó, đi nè đó, mượt chưa? Ủa, chỗ này có chỗ nhảy luôn hả các bạn? Kìa, chỗ kia mình thấy có người nhảy kìa. Bà nói cha, thằng đứng sau nó đẩy kìa. Hay thế nhờ, để mình nhảy thử coi, Nè nè, ui mập quá các bạn, mập quá rồi không chịu nổi. Rồi mình nhảy đường khác. Đây, đi đường này cho chắc, chậm mà chắc các bạn, chứ nhảy đường kia đường nào nó bị ngược lại cũng vậy nha. Đây, ổn định luôn. Này, còn mạn cuối nè. Đây, mình sẽ ráng nhảy mà nó hơi nhiều các bạn, nhiều vãi luôn.
từ đây đến kia quá trời cái luôn, nhảy mình gần cái cuối mình rớt chắc. Đừng rớt, đừng rớt, đừng rớt, đừng rớt, đừng rớt. À, easy game, easy game. Cái này trời ơi mình nhảy nhanh quá, chắc mình nằm ngủ một cái nữa. Chờ mấy bạn kia nhảy xong quá. Hình như Squid Game được cập nhật ngày 22 thì trời mưa chắc cũng cập nhật ngày 22 các bạn. 22 tháng hôm nay tháng 10 đúng không? 22 tháng 10 hoặc là đầu tháng 11 các bạn. Đó, sẽ là trong những thời gian đó. Hey, bây giờ mình đứng đây mình qua sớm quá, bây giờ mình sẽ đứng đây mình ngắm biển nha các bạn. Giống thiếu Zoro nữa thôi các bạn, là mình đóng cái bộ phim là con tàu Titanic. Ok, sắp tới mình sẽ quay thêm một số game nữa. Các bạn nào muốn mình quay game nào á thì mình để dưới phần comment nha. Một ngày mình sẽ ra tầm 2 game, 3 game gì đó. Đó, chứ không phải đăng riêng một Play Together nữa. Ok. Ok, bây giờ tới cái màn màn này hơi mất thời gian các bạn. Nó cũng đơn giản thôi à, cũng không có gì ấy hết. Nhưng mà nó làm cho mình ảo lắm. Này các bạn, thiệt ra mình nó quay rất là chậm, nhưng mà khi mà mình nhìn đây nè, mình tưởng là mình rớt xuống rất là thấp rồi á. Này các bạn nhìn nè, đó. Nhìn đây là cái đồ trên ấy nè, các bạn di chuyển một xíu là được à. Nó chỉ cần các bạn chỉ cần di chuyển hai qua lại giữa hai ô này thôi. Đó, là nó đứng giữa thôi, các bạn chỉ cần canh ở mình canh cao màn hình lên một xíu thì mình sẽ biết mình ở có đứng thẳng chưa. Đó. Thôi cứ di chuyển qua di chuyển lại vậy thôi các bạn. Không cần nhảy chi. Chạy qua mấy chướng ngại vật rất là dễ rớt luôn nha. Đó. Trận này easy. Không biết trận này mình có top 1 được không ta. Mong là được top 1 ha. Top 1 là lẫm tiền, lẫm tiền. Mình thấy một con game cũng mới mới đó là game Pokemon bảo bối gì đó các bạn. Thì cũng khá là hay, khá là cuốn. Mình có thể là mình sắp tới mình sẽ chơi thử. Đó. Các bạn ủng hộ thì các bạn hãy xem video, like, chia sẻ, subscribe cho mình. Đó. Qua màn 4 ngọt xớt các bạn. Đơn giản quá mà. Đó, bây giờ dạng sau là còn bao nhiêu thằng ta? Ơ, em 4 thì chỉ có một thằng bị rớt thôi các bạn. Thì vậy là ai cũng dễ hả? Ô là chờ. À, cái này còn hên xui nhân phẩm nữa các bạn ạ. Không biết sao đây ha. Tại vì nó sẽ xuất hiện cái ô bất kỳ ở đâu thì đứa nào gần hơn thì nó xuống trước thôi à. Đó. Đây đây đây. Ở đây 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 đây. Cũng được. Á. Á. Đồ. Mình hên các bạn, mình hên, thấy mình hên rồi đó. Dạng này mình hên, chắc là top 1 rồi, top 1. Top 1 dạng này rồi. Easy game. À đây 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 đây. Ờ thấy chưa? Đó. Mình hên. Đã bảo là mình hên rồi. Kể từ hôm nay các bạn hãy gọi mình là nam thần nhân phẩm nha các bạn. Ui, điều này đơn giản. Đứa nào nhắn đích cọt vậy? Ok. Đây. Top rồi. Chuyện gì mới xảy ra các bạn? Có phải là mình đáng lẽ là mình top 8 đúng không? Sao có thể mình nhảy trên đầu của con kia xong thằng còn lại nhảy xuống nữa. Top 8 hả? Mình thua. Trời. Cay quá các bạn cho mình một like, một subscribe và một comment ý kiến của các bạn. Bây giờ mình chào tạm biệt bạn nha. Bye bye.